công chúa giàu có Polly có cuộc sống thật tốt. Cô có nhiều trang phục lắm, nhưng thật khó làm hài lòng cô công chúa. Cô không thích thứ gì cả. Mặc dù chiếc váy này trông cũng ổn áp đó. Voila, thật đẹp quá đi. Cô nàng còn thiếu cả găng tay lụa nữa. Đấy ạ, thưa công chúa. Không tệ, đến lúc đeo nữ trang rồi. Mình thật sang chảnh. Mình còn quên thứ gì nữa. Vương miện, à tất nhiên. Mình nên chọn chiếc nào hôm nay đây? Mình nghĩ là cái này. Thôi, bạn biết gì không? Này, cho ta chiếc vương miện mới. Đây ạ, chiếc vương miện kim cương độc nhất, được làm theo yêu cầu đây. Nó hoàn hảo cho công chúa giàu có. Đừng quên áo choàng lông vũ nữa nha. Và đi thôi, xe ngựa đang đợi kìa. Và đây là công chúa Pinky nghèo khó. Cô bắt đầu buổi sáng bằng cách xem hoa. À, không phải tủ quần áo, mà là hộp thư. Wow, nhiều hóa đơn quá vậy. Không có nổi một tấm thiệp mời đến vũ hội. Mình phải làm gì với mấy thứ này đây? Mình biết rồi. Chỉ cần lấy kéo và ghim bấm thôi. Một chút nỗ lực và váy công chúa hoàn thành rồi nè. Váy hơi bị thô ráp, nhưng nó đẹp lắm. Vẫn thiếu thứ gì đó ta. À đúng rồi, vương miện. Hoàn toàn đúng. Chiếc hộp đẹp này có... Ủa, cùng giấy vệ sinh. Không đơn giản như vậy. Bỏ hết giấy ra thử. Voila, đây là vương miện tái chế. Nó xong rồi nè. Thiên Kỳ nhìn giống như công chúa thật thụ rồi. Cô công chúa muốn ăn nhẹ gì đó ngay lập tức. Mong muốn của công chúa là mệnh lệnh của chúng thần. Người hầu sẽ mang cho nàng nhiều bữa ăn trong tích tắc. Nhiều đồ ăn ở đây quá. Nhưng công chúa Polly không dễ hài lòng đâu. Ta không ăn mấy thứ này. Nè, lại đây, mang món này đi đi. Không, thay cả bằng ăn luôn. Thực ra, mang cho ta thứ gì ngọt ngọt. Có nghề cho nàng. Nhiều món tráng miệng chưa kìa. Ngon quá đi. Người hầu cố gắng cho nàng thứ mà nàng muốn. Công chúa Pinky, trái lại, chỉ muốn vỏn vẹn là mẫu bụng bánh mì. Mùi gì thơm quá ta. Wow, ai đó đã vứt đi cả bàn đầy thức ăn nè. Lạ thật. Ý mình là nhìn chúng thật tuyệt. Nhưng đừng phí thời gian, mình không phải lo về bữa trưa hôm nay rồi. Mình quên cà chua mất. Ngon quá đi. Ta sẽ lấy người luôn nha. Để xứng đáng với ngai vị hoàng gia, các công chúa cần phải nỗ lực với kỹ năng của họ. Công chúa cần phải có dáng chuẩn. Thật không dễ để lưng của bạn thẳng. Bạn phải đổi vương miện thành quyển sách. Không có hiệu quả. Giờ thử nhặt quyển sách lên nào. Không, khó quá đi mất. Hồi nào, mình đẹp như vậy đủ rồi mà. Polly cũng muốn giữ dáng cho thật chuẩn. Sách công chúa nói là nàng không nên đi bộ, mà là đi trên không trung. Cước đi đẹp hả? Bạn sẽ cần người hầu. Wow, Polly dường như thành thạo nghệ thuật lơ lửng rồi kìa. Không, không phải như thế. Chỉ cần có tấm ván và người hầu giỏi là được. Công chúa nghèo luôn luôn trễ giờ. Ví dụ khi đến trường. Cũng có lý, vì cô phải tự làm hết mọi việc mà. Giờ thì đừng quên mang sách nha. Cây bút. Mình viết lên gì đây? Một lần nữa cô sẽ lại dùng giấy vệ sinh. Mình sẽ có giấy ghi chú độc nhất. Giờ mình tới trường được rồi nè. Trễ giờ mất rồi. Cô Mary bắt đầu vào lớp học. Chán phèo như mọi khi. Gì thế kia? Công chúa tráng lệ Polly. Vương miện của nàng chói lòa. Kính rằm của bọn mình đâu? Nhưng công chúa được chiều chuộng, không muốn học chung phòng với người thường. Cái gì? Đây thực ra là trường cho nhà giàu mà. Không có gì riêng biệt cả. Bạn có thể học vào lúc khác. Được rồi, bắt đầu buổi học thôi. Có gì thú vị đây? Quyển sách. Thôi không, cổ lũ sĩ quá. Điện thoại cảm ứng. Thuộc không? Cái gì mới được? Máy tính xách tay được chứ. Thật lỗi thời mà. Thôi nào,
làm em bất ngờ đi. Mấy chiếu thì sao? Được, được, được đó. Giờ có thứ thú vị rồi đây. Mình bắt đầu học được rồi. Công chúa giàu không muốn hẹn hò và phí thời giờ đâu. Tốt hơn là nên có buổi tuyển chọn bạn trai. Anh này không đẹp trai. Anh này cũng vậy. Đợi chút. Không, không phải anh. Anh này nhìn cũng ổn. Nhưng mà mình phải thấy ngoài đời thật. Vậy cuộc hẹn hò bắt đầu. Nhưng công chúa dường như không được vui. Anh nhìn trong hình đẹp hơn á. Nhưng không sao, Holly có cả hàng tá người hoàng tộc Tinder xếp hàng trước cung điện nếu như nàng muốn. Tiếp theo, vào đi. Đứng gần hơn, xoay một vòng đi. Không, không phải anh. Anh chơi đàn được không? Không, không, tạm biệt. Để xem chàng này thì sao. Chàng là hoàng tử tuyệt. Nhưng bạn không thể làm Polly hài lòng được. Nàng mất cây nến vì điều này. Có anh chàng điển trai khác. Mình nên gọi anh ta nữa. Polly. Wow, ở ngoài còn đẹp trai hơn. Mình nghĩ đây là định mệnh nè. Mình có thể đến vũ hội cùng với chàng. Công chúa nghèo Pinky thì không như vậy. Nhưng cô xuất hiện đúng chỗ đúng lúc. Tuyển chọn hoàng tử. Tuyệt. Cơ hội của mình đây nè. Có lẽ mình nên làm rơi giày thể thao ở đây. Nó sẽ giống như truyện cổ tích. Các thí sinh bị từ chối đây rồi. Và lại một người không đạt tiêu chuẩn. Hey. Trúng mục tiêu rồi. Ai vậy? Họ không để ý Pinky từ ban đầu đâu. Nhưng mà họ sẵn sàng bỏ bạn vì nàng. Có gì thì chọn nấy thôi. Chấp nhận đi. Nhưng hoàng tử có vẻ không vui về điều này. Cứu! Công chúa Polly tổ chức party vào tối nay. Nhưng mà chưa có khách nào tới. Mọi người đâu rồi? Sao chưa ai tới? À, khách mời đây rồi. Nhưng không đúng phải họ. Wow. Đi đi thường dân. Yến tiệc không dành cho các người. Nhưng công chúa Pinky biết cách để quẩy. Party tuyệt quá. Họ biết cách để vui vẻ ở đây nè. Có vẻ như không ai tới cả. Đến lúc đi dạo rồi. Không khí trong lành luôn là ý hay mà. Nè, tiếng gì thế? Nhạc sao? Mình cần đến đó và xem thử. Hy vọng mình không bị đuổi khỏi party này. Tất nhiên là không rồi. Bạn chỉ cần vui chơi hết mức có thể. Chúng ta có thể làm vậy mà. Như bạn có thể thấy, có nhiều kiểu công chúa trên thế giới. Nhưng party hay mang mọi người đến gần nhau hơn mà. Các bạn thích video mới của bọn mình không nào? Các bạn thích công chúa nào hơn? Pinky nghèo khổ hay Polly giàu có? Bình luận bên dưới nha. Và đừng quên thích video này, đăng ký kênh của bọn mình và nhấn chuông nha. Bạn sẽ không bỏ lỡ bản vẽ công chúa mới nào từ Trâm Trâm Wow.